Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trương Hòa Bình bị loại, dù lì đến đâu cũng bị nhổ đi. Về nhân sự của chính phủ, trong suốt 6 tháng qua, người ta nói nhiều nhất về chức Phó Thủ tướng thường trực ông Trương Hòa Bình. Ông Trương Hòa Bình đã bị loại khỏi Ủy viên Trung ương Đảng lẫn Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng quyết định không chịu rời ghế vì phe Liên minh Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang củ nhảy. Trương Hòa Bình mà ngồi vào ghế Phó Thủ tướng thường trực là một khó khăn cho ông Phạm Minh Chính. Ông Trương Hòa Bình không thuộc phe Phạm Minh Chính mà ngồi ở ghế quyền lực thứ hai của chính phủ thì Phạm Minh Chính khó triển khai chính sách đúng như ý của mình. Tuy nhiên, việc để rớt Ủy viên Trung ương Đảng của Ủy viên Bộ Chính trị thì xem như Trương Hòa Bình nắm chắc xuất xuống hạng rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình. Vào ngày 17 tháng 7, báo chí thông tin Quốc hội dự kiến phê chuẩn 4 phó thủ tướng, trong đó không có tên ông Trương Hòa Bình. Như vậy là sự lì lợm của ông Trương Hòa Bình và thế lực chống lưng ông này cũng đã đến lúc đầu hàng vô điều kiện. Cũng lúc này người ta thấy sự vắng bóng của Nguyễn Phú Trọng. Và người ta e ngại một trường hợp Nguyễn Thị Kim Tiến thứ hai trong chính phủ, nghĩa là rớt ủy viên trung ương nhưng vẫn ngồi lại chiếc ghế bộ trưởng. Có người e là dù rớt ủy viên Bộ Chính trị vẫn ngồi ghế Phó Thủ tướng thường trực. Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như vậy. Số lượng Phó Thủ tướng đương nhiệm là 5, tuy nhiên Quốc hội khóa mới dự kiến phê chuẩn 4 người ở chức danh này. Người ta không hiểu vì lý do gì mà Bộ Chính trị lại quyết định như vậy. Có lẽ là kết quả đấu đá phức tạp, sau đó thỏa thuận được như vậy. Từ 5 Phó Thủ tướng mà rút xuống còn 4 thì rõ ràng số ghế đã giảm đi. Người tranh ghế rất nhiều mà số ghế giảm đi là điều khó hiểu. Ở nhiệm kỳ Trung ương khóa 13 này, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhả chiếc ghế Chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc. Nghĩa là tăng ghế nhưng không biết tại sao lúc này chính phủ lại giảm ghế thì đây là một câu hỏi to tướng. Và điều được đặt ra là tại hội nghị Trung ương lần thứ 3 vừa qua, cuộc đấu đá đã diễn ra như thế nào trong nội bộ của Đảng. Hội nghị Trung ương 3 có hai phần nội dung công khai và nội dung bí mật. Nội dung công khai là kết quả được công bố trên báo chí thì mọi người đã biết phần đấu đá ngấm ngầm rất quan trọng. Đó là phần ngã giá giữa các phe phái với nhau để đạt đến một thỏa thuận quyền lực. Ông Phạm Minh Chính là thế lực chính trị đang lên rất mạnh. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính đạt được thỏa thuận này nhưng lại phải nhượng bộ ở thỏa thuận khác. Những thỏa thuận này được cho là chiến thắng của ông Phạm Minh Chính. Đó là thỏa thuận đẩy ông Trương Hòa Bình ra khỏi chiếc ghế quyền lực. Tuy nhiên, kỳ hội nghị Trung ương 3 vừa qua cho thấy rằng ông Phạm Minh Chính không thể đẩy được Nguyễn Văn Thể đi. Nguyên nhân là hầu như không một địa phương nào muốn tiếp nhận Nguyễn Văn Thể. Thực chất, ở vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Thể có vị trí thuận lợi hơn để kiếm trác. Tuy nhiên, vì không hợp với nhóm Phạm Minh Chính, nên ông Thể sẽ không dễ gì làm việc tốt chung chính phủ với ông Phạm Minh Chính cho được. Đây là hình ảnh 4 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới bao gồm Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành. Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 sẽ bầu lại hầu hết các chức vụ mà Quốc hội khóa 14 đã bầu. Đây là việc làm mang tính thủ tục mà thôi. Tuy nhiên, ở kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 lần này có thay đổi một số vị trí. Tại cuộc họp báo chiều ngày 17 tháng 7, ông Bùi Văn Cường nói kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 20 tới. Các đại biểu sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, bao gồm các khối Chủ tịch nước, Chủ tịch Chính phủ, Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Riêng khối Chính phủ hiện nay có 5 Phó Thủ tướng, kỳ tới kiện toàn 4 vị. Như vậy tổng số nhân sự lãnh đạo trong bộ máy nhà nước giảm đi 1 so với trước đây, tức là từ 51 xuống còn có 50. Cơ bản các Phó Thủ tướng đương nhiệm đều được giới thiệu tái cử. Giải thích việc kỳ họp Quốc hội tới tổ chức trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh, ông Cường cho biết nội dung quan trọng của kỳ họp này là kiện toàn nhân sự mà công tác nhân sự phải bỏ phiếu kín. Và rõ ràng với những diễn biến như vậy thì thế lực của Trương Tấn Sang đang dần lụi tàn. Lẽ ra ông Trương Tấn Sang có thể đưa Trương Hòa Bình vào tứ trụ rồi từ đó kéo nhóm lợi ích Long An của ông Trương Tấn Sang về Trung ương. Tuy nhiên sức chiến đấu của Trương Hòa Bình khá yếu nên đành thất bại mà thôi. Ông Trương Tấn Sang có con cái vô năng chứ không được như con ông Nguyễn Tấn Dũng.
việc thất bại của ông Trương Hòa Bình xem như chấm hết cho quyền lực ngầm của phe Trương Tấn Sang. Sắp tới, số lượng phó thủ tướng chỉ còn có 4, tuy nhiên 4 người phụ tá làm cho ông Phạm Minh Chính sẽ làm việc hơn vì cả 4 người này đều thuộc phe của ông Phạm Minh Chính, hoặc chí ít ông Chính có thể kiểm soát được. Như vậy thì nhân sự cho chính phủ đã sắp xếp trong thời gian tới sau đại hội nghị trung ương lần thứ 3. Vấn đề còn lại bây giờ là làm sao để cho 499 đại biểu Quốc hội tụ về hội trường Ba Đình để bỏ phiếu mang tính thủ tục bầu các chức phó thủ tướng vào bộ trưởng. Tuy là mang tính hình thức thủ tục nhưng không thể ông tổ chức dù cho Covid-19 đang bùng phát mạnh trên cả nước, và điều này đảng vẫn cố gắng thực hiện. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường. Theo báo chí của Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn, đại biểu đến từ các địa phương có dịch sẽ được đưa đón riêng, ở nhà khách riêng và ngồi họp riêng một khu vực trong phòng họp riêng hồng. Các đại biểu được tiêm vaccine phòng Covid-19. Theo ông Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, thì với một số địa phương, tình hình dịch bệnh phức tạp, cán bộ chủ chốt của tỉnh là đại biểu Quốc hội phải chỉ đạo chống dịch nên đã xin nghỉ họp. Một số người tiếp xúc với F0 trở thành F1. Quốc hội cũng đã cho phép không tham gia dự kỳ họp. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm và nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đều theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Về mặt tổ chức, khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới, các đại biểu Quốc hội sẽ bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan này. Chính phủ hiện nay có 5 phó thủ tướng, gồm các ông Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, Lê Minh Khái. Trong đó, ông Trương Hòa Bình không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Với dự kiến nêu trên, chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ gồm 27 chức danh là phó thủ tướng, bao gồm 4 phó thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Và khoảng trống Trương Hòa Bình để lại là những gì? Thực ra, Trương Hòa Bình rút đi chẳng để lại khoảng trống nào cả. Chính phủ Việt Nam là một chính phủ cồng kềnh, một thủ tướng có đến 5 phó. Trong khi đất nước Nhật giàu có và có đông dân thì cũng chỉ có một thủ tướng và một phó thủ tướng mà thôi. Chính phủ Việt Nam có số lượng phó thủ tướng và bộ trưởng rất đông, thực chất là những người này tranh quyền. Vì nhiều kẻ giành quyền quá sinh ra nhiều ghế, chứ nếu muốn tinh gọn, Đảng Cộng sản hoàn toàn có thể rút lại cho gọn bộ máy là một thủ tướng và một phó thủ tướng là đủ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã sắp xếp xong chính phủ. Ông Phạm Minh Chính đang từ củng cố quyền lực của ông ở chính phủ. Với 4 phó thủ tướng là người ông Chính chọn thì hứa hẹn khó ai mà có thể cản đường Phạm Minh Chính phát triển hơn nữa. Thực tế thì thế lực ông Chính chưa thể vượt mặt thế lực của Nguyễn Phú Trọng, nhưng tương lai không xa, ông Chính có thể vượt được. So với Nguyễn Xuân Phúc thì ông Chính mạnh hơn nhiều, và lại hiện nay sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng ngày càng gặp vấn đề, nên rất có nhiều thời gian để ông Chính rảnh tay làm mọi việc. Rất có thể thời gian không lâu nữa, ông Trọng sẽ không còn mạnh khỏe nữa và ông Phạm Minh Chính sẽ trở thành một thế lực độc tôn. Trước đại hội lần thứ 13, ông Trương Hòa Bình là người đấu với ông Phạm Minh Chính để đoạt chiếc ghế thủ tướng nhưng thất bại. Ông Chính từ trưởng ban tổ chức trung ương nhảy qua chính phủ để nắm chiếc ghế thủ tướng, còn Trương Hòa Bình thì nhận thất bại đau đớn. Sau thất bại, ông Trương Hòa Bình không chịu đi mà còn ngồi lì làm ông Chính phải vất vả lắm mới tống đi được. Và nói tóm lại, ở hội nghị Trung ương 3 vừa qua, Trương Hòa Bình đã thất bại toàn diện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 với bản tin Trương Hòa Bình bị loại, dù lì đến đâu cũng bị nhổ đi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.